Westminster tiếng trống tiên long. Và trước đó quý vị đã thấy phần biểu diễn của các võ sinh của võ đường Đặng Huy Đức, thưa quý vị. Và trong đó có một cô gái Nếu Minh Phượng và Hoàng Dũng, Nguyễn Hoàng Dũng cũng như là Tyler Diệp Biên Trường không lầm. Tại vừa qua, trong năm ngoái em đã đoạt giải vô địch, thưa quý vị, thế giới cho đem lại cho Hoa Kỳ một niềm hãnh diện và cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói gì. Và các em trẻ này, các bạn trẻ này là từ trường trung học Westminster High School. The performers that you just view are for students from Westminster High School who just perform a drum beat of a reenactment of a battle of the Thiên Long. Và bây giờ thì tiếp nối, trước đó thì xin quý vị một tràng pháo tay lần nữa cho thật lớn để cho đoàn diễn hành xin được bắt đầu. Và như quý vị cũng đã nghe là sứ ngôn viên Ngọc Ân đã cùng với quý vị và tất cả chúng ta một lần nữa hô khẩu hiệu: Hoàng Sa, Việt Nam, Trường Sa, Việt Nam. Đó là chủ đề chính trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, như trước đó chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị về đội quân cảnh mà anh em chúng tôi đã vừa mới giới thiệu đến quý vị trước đó, với đoàn xe quân cảnh dẫn đầu cho đoàn diễn hành ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại: binh chủng quân cảnh tượng trưng cho sức mạnh của quân đội với nhiệm vụ được giao phó và bảo vệ duy trì kỷ luật quân phong quân cử kỷ của quân nhân trong các binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ là đội Grand Marshal, thưa quý vị, mời các quý anh. Dạ, đây là vị khách danh dự của cuộc diễn hành Tết nguyên đáng năm 2014 của chúng ta, vị khách Grand Marshal. Here is our Grand Marshal for the 2014 Tet Parade. Gồm những anh hùng Hoàng Sa xe hoa với hình hộ tống hàm Nhật Tảo, Hải quân 10. Sau đây là võ trận Tiên Long, khởi đầu là tiếng trống Tiên Long và đây là võ trận Tiên Long. Chúng tôi thấy đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa đang được rước lên đi qua sân khấu. Và chắc quý vị cũng nhận thấy luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, trưởng ban tổ chức. Xin mời các quý vị võ sinh của các võ đường tập hợp lại để trong tiếng trống Tiên Long sẽ được tiếp nối. Và quý vị sẽ nhận thấy có luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là trưởng ban tổ chức của hội diễn hành Tết năm 2014. Và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng trở về với vị trí của võ đường Tiên Long để biểu diễn màn múa. Cái này gọi là múa gậy hay múa cô? Võ trận Tiên Long gồm có những tiếng trống, những cặp chiến đấu salon chiến được thực hiện bởi các võ đường trong miền Nam California. Nhưng hiện nay trước mặt chúng ta là hai đại kỳ, cờ của Việt Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa và cờ của nước Mỹ. Và bây giờ, sau hai đại kỳ hướng về đi ngang qua khán đài và trước mặt quý vị là võ chúng tôi một lần nữa xin kêu gọi tất cả các võ đường Thái Cực Đạo, Thiếu Lâm, Thợ Cổ Truyền cùng với lại các anh em Việt Nam chuẩn bị lên để mà diễn võ trận Tiên Long. Thái Cực Đạo của Đặng Huy Đức, Thái Cực Đạo của Thầy Hai xin gọi gom lên chiếc xe danh dự của tàu hộ tống hàm tàu HQ-10. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là chiếc xe hoa danh dự hộ tống hàm Nhật Tảo sẽ là võ trận Tiên Long. Chúng ta đánh quân tàu đây quý vị, đánh đuổi quân tàu xâm lăng Việt Nam của võ trận Tiên Long. Một số các võ sinh đang có trước mặt và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như anh Hứa Trung Lập.